cực kỳ thiết yếu của hôn nhân. Có nghĩa là chúng ta không thể bỏ qua được nó. Và có một chút xíu chúc mừng cái bạn nữ mà dám chia sẻ với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, đó là tìm được một người đồng điệu trong chuyện này. Nhưng mà cái câu hỏi mà chị Khánh Huyền đặt ra cho Khải Như á, nó cũng sẽ trở thành một cái vấn đề đau đầu cho rất nhiều người khác, đó là gì? Bây giờ nó thuộc về bao nhiêu phần trăm? Chúng ta cũng không có chia được. Bởi vì đôi khi á, khi mà tôi đã tìm được cái sự đồng điệu trong tâm hồn, trong quan điểm, trong cách nhìn, trong cách xử sự về đối nhân xử thế vân vân, là có thể là điều đó nó quan trọng đến 80%. Như vậy thì bây giờ tạm thời cái chuyện mà nhu cầu về tình dục tôi để xuống nó còn 20. Nhưng nếu 20% này nó trục trặc, nó sẽ trở thành vấn đề cho 80% còn lại. Như vậy thì cái chuyện chăn gối mặn nồng hay không, nó được coi là một trong những cái tiêu chí để giữ gìn cái cuộc hôn nhân. Nhưng nó chỉ là một trong những tiêu chí. Nếu như mà kết hôn bằng tình dục mà không có tình yêu á, thì đôi khi nó với cái văn hóa của người Việt Nam á, thì nó có thể là không tốt. Nhưng mà thật sự nếu mà bây giờ thì khi mà xét trước á, thì em nghĩ nó cũng có một cái điểm lợi của nó là giúp chúng ta có thể là hiểu được người đối phương, hoặc là tìm kiếm được tình yêu đích thực. Chúng ta có thể dung hòa với nhau. Mình nghĩ là nếu mà một tình yêu mà không, mà chỉ dựa vào tình dục không á, thì sẽ rất là khó tiến tới hôn nhân. Mà nếu mà một tình yêu mà bắt đầu bằng tình dục á, thì đó là một tình yêu không có vững bền. Mình nghĩ là nên kết thúc tình yêu đó. Mình nghĩ tình dục rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Tình dục có thể khiến tình yêu thăng hoa hơn, nhưng mà theo mình nghĩ thì tình yêu chân chính nên dung hòa cả hai thứ nếu mà bạn có ý định tiến tới hôn nhân. Vậy thì hôm nay bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích xem là liệu những cặp đôi mà chỉ hòa hợp về chuyện đó, còn những chuyện còn lại thì ít có điểm chung quá, thì khi kết hôn với nhau họ sẽ dẫn đến những cái mái ấm gia đình như thế nào? Riêng em thì em cảm thấy hơi bế tắc. Tại vì thì em cũng đã nói ngay từ lúc đầu, đó là quan trọng nhất đó là cái sinh hoạt. Tại vì khi mà đến với hôn nhân, cái chuyện mà đi đến đó thì thật sự với cái thời buổi bây giờ là không khó. Tại vì có nhiều cặp đôi mà yêu nhau vài tháng là họ có thể đến hôn nhân. Nhưng mà để sống với nhau được bao lâu á, cái đó mới là điều quan trọng. Tại vì khi mà yêu nhau thì không tính về cái chuyện mà sống thử, mà nói về cái chuyện mà chúng ta lâu lâu mới gặp nhau, hay là chúng ta một tuần dành cho nhau 3-4 buổi thì chúng ta có thể chịu đựng nhau được. Nhưng liệu rằng ngày nào cũng gặp nhau thì điều đó sẽ như thế nào? Và cái chuyện ngày nào cũng gặp nhau là cái chuyện tất nhiên, nhưng cái chuyện mà chăn gối với nhau thì có thể ít gặp nhau. Cái chuyện đó thì em nghĩ là cái phần nhiều đó là cái phần tiếp xúc và cư xử trong nhà, thì em cảm thấy là cái hôn nhân đó hơi mệt. Có hai chữ thôi: cắt đứt liền. Bởi vì em nghĩ cho em, nhưng mà em quên mất rằng em còn phải nghĩ cho bạn em, liệu rằng bạn em có bị nghĩ giống em không. Thì cái này em thì em nghĩ là chắc nhiều người giống em á. Tại vì